Rồi xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với chuyên đề giao lưu cây kiểng. Thì hôm nay em có về một lô mai một thân một cốt. Nói chung là cây tông cao đó cô chú anh chị. Thì lô này em về là 20 cây và một cây mai chiếu thủy hoành 6 mấy. Thì tí nữa mình sẽ đo chi tiết cho cô chú anh chị. Mình sẽ quay tổng quan cho anh em xem. Đó, bây giờ là 20 cây mai vàng, một thân một cốt, hoành thì từ 40 mấy trở lại, 3 mấy trở lên chứ không có hoành 2 mấy. Đây giờ một cây mai chiếu thủy này nè anh em, bán 20 cây mai vàng và tặng một cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy khủng mà tặng nha anh em. Là trong cái lô này thì có cây trực và cây gián bay, được 3-4 cây gián bay gì đó anh em ơi. Rồi quay sơ nét gì cho anh em xem cái rồi mình sẽ quay và đo trực tiếp cho anh em xem và cho xem bộ đế luôn. Rồi chào anh Kha ơi. Đây là anh Kha sẽ tiến hành đo giúp mình ha. Rồi anh cho thông số từ bên trái qua phải đi anh Kha. Mình đo sơ sơ cho nó nhanh nha. Cây số 1. Cũng như cây số 1 đi. Cây giống đây. Quanh 33. Rồi quanh 33. Cây trực. Một thân một cốt tay cành đều từ gốc tới ngọn nha anh em. 33 luôn. 33. 33. Cây số 3. Cây số 3 hoành 37. Cây số 4 31. Hàng 3 hết nha anh em. Hoành 3 mấy không anh em ơi? Có mấy cây hoành lớn 29. Có cây đó sau lọt vô 29 gì trời. Nó hơi nhỏ. Cây nó hơi nhỏ ha. Nè tay cạnh nè anh em. Từ gốc tới ngọn ha. 37. Cây trực 37. Hoành 37. Nói chung là nó hàng 32. 32, nói chung là hoành ba mấy không đó anh em. Có cây này bự nè. Cây này hoành lớn nè. Còn cao luôn đó, hoành 46. Hoành 46. Cao tầm 4 mét nha anh em. Cao lắm, cây này cao lắm. Cây này cao lắm, 4 mét. Cho anh em xem cái ngọn tốt trên trời mây nha. Cây mây này tầm 33, 34 rồi. Có mấy cây sù nghe anh em. Thì mình cũng có cây nào nhỏ hơn nữa không anh Kha? Có 1-2 cây nhỏ hả? 1-2 cây nhỏ là hoành cỡ nhiêu? Nhỏ nhất là nó hoành 27. 27. Còn nhiêu là từ 33, 33, 32 không ha? À. Có mấy cây thì có mấy cây hoành cũng khoảng 40. Đó anh đo mấy cây hoành 40 anh Kha. Cây này nè, cây sù nè. Cây sù lên cả 2 tấc bít mình nghe anh em. 40 là 4 nè. 44. Xù lên cái 2 tấc bích mình nha. Lên hơn gan nè. Xù này tương lai lắm nha anh em. Tại vì cây này là tay cành mình đã nuôi đều hết rồi anh em ơi. Giờ về là vô dây là chơi. Cây này 40 nữa nè. 40. Thì nói chung là lô này thì ba mấy 40. Cây này nó có mấy cái nổi mấy cái xù xù này đã lắm anh em. Nè. Đó, nó ra mấy cục đã. Có cây 29 với hoành cây 27, 29 có hai cây nữa, còn như hoành 3 mét thôi. Rồi, anh đo một cái cây hàng tặng cho nhà xem. Rồi, hàng tặng mình cũng phải đo luôn nha. Thì mình xin giao lưu với anh em là cái lô này là 20 cây giá 30 triệu. Tặng một cây mai chiếu thủy hoành 60 mấy đây. 62. Hoành 62 nha anh em. Rồi, anh đo cái thoát thân nữa coi. Thằng nó 40. Thoát thân 40, anh đo cái độ thoát thân lên tới trên đây thử nó còn nhiêu. Thử nó nâng cây cái độ nâng cây á anh. Nó hoành ngay ha. Ừ. Nó hoành á. Cây này thì chưa có làm đế nha anh em. Ngang nách nó còn 60. Ngang nách lên đó 60 thì anh em nâng cây. Anh em biết cái độ nâng cây nó cỡ nào ha. Nói chung là hoành 6 mấy thì cũng hơi khó kiếm nha. Cây này không bán nha anh em, hàng tặng thôi. Nè, dán bay nè anh em, đế cũng ok.
Thì xin giao lưu với anh em, lô này là giá 30 triệu. Anh em thích cái lô này thì hãy liên hệ em, số điện thoại là 0899 111117. Là địa chỉ của em ở ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Đó. Rồi cái số đó cũng là số Zalo của em luôn ha. Ví dụ cô chú anh chị nào thích cái lô này thì liên hệ trực tiếp Zalo em, số đó em gọi lại từ cây cho cô chú anh chị xem. Tại nó nhiều quá mình không có thể nào mình quay gõ hết từ cây. Rồi thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video clip tiếp theo. Bye bye anh Kha ơi. Kha đẹp trai. Rồi, xin chào cả nhà. Rồi.